Mày có chân ba già mày đó, tao nói là tao sẽ làm. Lần này á, tao bỏ qua. Còn ba, lần sau mà còn gặp tụi phóng viên nữa thì chết với tôi nghe chưa? Ký vô đơn bãi nại đi, tao sẽ cho mày tiền sống sung sướng. Cứ theo như thỏa thuận của anh đi anh Năm, cứ làm theo những gì anh nói. Nhưng mà tôi nói anh Năm nghe nè, anh mà cạn tình á, thằng này cũng cạn nghĩa. Ý mày là sao? Nói cho anh hay, tôi có đầy đủ chứng cứ mấy lần anh chuyển tiền cho ông Xuân. Cho nên mà anh sai một lời, đối xử bạc đãi với mẹ con tôi á, thì anh và các ông sếp của anh cũng không được yên đâu. Mày hả mày? Làm dọa tao hả? Mày muốn khoản hả mày? Anh ơi, tôi xin cái. Chạy ra. Mẹ, mẹ. Khốn nạn. Mẹ có sao? Anh Đông, anh mà đụng tới mẹ tôi nữa, tôi sống chết với anh đó Đông. À, thì ra bao lâu nay mày đi theo tao, nhưng mà mày không tin tao. Con chó của anh 8 năm rồi anh à. Báo, báo. Bây giờ tôi chỉ cần sự bồi thường cho tôi và sự cực khổ. Là 8 năm là con chó của anh đó, và sự đau đớn của mẹ tôi. Có tiền, mẹ con tôi biến liền. Được rồi, tao đã hứa thì tao sẽ làm. Dọn đi chỗ khác đi, tao sẽ cung cấp tiền cho hai mẹ con mày sống sung sướng trong vòng 1 năm, được chưa? Tôi chỉ cần tiền thôi. 2 tỷ. 2 tỷ đối với anh nhỏ xíu à? Nhưng mà đâu bằng sự trốn chui trốn nhủi của mẹ con tôi. Còn biết đâu chưa xài được, đã bị lụm về cái tội buôn bán đá lậu với anh rồi anh Năm. 2 tỷ? 2 tỷ thôi. Mày có quá tham lam không Thông? Con ơi, tôi xin anh. Mẹ, mẹ ngồi xuống cho con nói chuyện đi. Mẹ bình tĩnh ngồi đó đi. Nhiều bí mật của anh tôi bán ra, nó đáng giá hơn 2 tỷ rồi. Được, tao chốt 2 tỷ. Tối mai mày sẽ nhận được tiền. Nhưng mày với mẹ mày phải sắp xếp đi ngay trong đêm, được không? Ok. Có tiền, mẹ con tôi biến liền, không cần phải nhắc. Ký đi. Tâm đi, con có bằng chứng của mấy thằng khốn nạn này mà. Con đã cất bí mật trong điện thoại, bây giờ nếu như mà mất cái điện thoại, con sẽ đi làm chứ. Con phải lấy tiền để cho mẹ con mình sống sung sướng chứ. Mẹ con mình đã cực khổ bao nhiêu rồi. Con nè. Dạ. Sao con về mà không báo trước? Con biết không, mẹ con vừa mới chạy qua nhà mấy người bạn chơi. Hay là bây giờ con gọi điện gọi mẹ con về đi. Dạ không cần đâu ba. Để mẹ chơi vui với bạn được rồi. Con ngồi đây nói chuyện vui với ba được rồi. Hôm vừa rồi kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ba mẹ. Vợ chồng con không về được, con xin lỗi ba. Không sao con à. Là bác sĩ là phải cứu chữa người bệnh, đó là nhiệm vụ hàng đầu. Dạ. Còn thằng Phong á, nó có việc thì cứ để nó giải quyết công việc của nó cho xong đi. Đó mới thật sự là công việc của người lãnh đạo. Con biết không? Dạ ba. Chứ còn nếu hai con mà về chung được á, thì cái ngày kỷ niệm đó càng vui. Con mời ba uống trà. Trà này là... Dạ. Trà này ở Hà Giang đó ba. Người ta tặng cho con. Hà Giang hả? Dạ. Ba uống thử thế nào. Để ba uống.
tuyệt, vừa thơm, ngọt. Mùi vị của cái mùi trà Hà Giang nó khác. Dạ. Ba, ba ăn chút táo đi, cho mùi vị dạ. nó thơm hơn. Nè, con mời ba. Để ba. Anh uống trà với ba đi. Em ăn thử đi. Dạ. Ủa, sao anh không trả lời tin nhắn đi? Tụi nhân viên nó nhờ anh một việc. Mà thôi tính sau đi, mình đang tiếp ba mà. Ba thấy sao ba? Trà này ngon lắm, tuyệt lắm con à. Thử trà đi. Sao anh Phong không trả lời tin nhắn của mình? Chẳng lẽ anh ấy bận đến vậy sao? Em nhớ nè, khi nào khẩn cấp thì mới nhắn tin gọi điện cho anh nha. Tuyệt đối không được nhắn tin hay gọi điện vào lúc chiều tối nha. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó anh hay tiếp khách. Quan khách cực kỳ ghét cái chuyện mà mình đang làm việc với họ mà mình có tin nhắn hay là có điện thoại gọi đến. Vậy thì anh để chế độ im lặng đi. Sao mà được? Anh mà để chế độ im lặng rồi làm sao biết tin nhắn của em tới cũng như không à? Tốt nhất là em hãy nghe lời giúp anh, năn nỉ luôn đó. Em biết rồi, nhưng mà em nhớ anh quá thì phải làm sao? Thì lúc đó em cứ nhắn tin cho anh nếu em muốn, nhưng với nội dung là em cần anh giúp em một việc, được không? Vậy là khi nào mà em muốn được gặp anh thì em phải nói là em muốn nhờ anh giúp một việc à? Đúng rồi, khi đó anh sẽ hiểu và sắp xếp sớm nhất có thể để gọi lại cho em, chịu không? Dạ, em nhớ rồi. Anh thấy làm sao? Loại này ngon, lượt, anh thấy chất lượng đó. Dạ, khách của em á, ai cũng khen hết luôn á. Mà, anh nè, em cần thêm chút vốn, chứ bán mặt hàng này á hả, ngâm vốn quá. Bạn bè nhiều khi lấy hàng á, mà hẹn cả tháng mới trả. Với lại, em muốn đầu tư thêm mấy loại đông trùng tự nhiên cao cấp hơn. Thì em cần bao nhiêu tiền? Cứ lên kế hoạch đi, rồi báo cho anh biết. Dạ, cũng cỡ 100.000 đô. Nhất là loại đông trùng hạ thảo tự nhiên của Trung Quốc và Hàn Quốc, loại hảo hạng. Các quan chức bây giờ dùng loại này dữ lắm á. Lông dòi, tệ rất hữu dụng trong sinh hoạt và tăng cường sinh lý là. Các quan chức bây giờ lều tiếp khách trên bàn nhậu, uống bia uống rượu rồi tăng hai tăng ba, lưới tình bổ dây bộ nhí phòng nhì phòng ba. Ôi trời đất ơi, lại ôi dạ, là quá trời đất ơi, lại muốn giết ngộ hả? Làm gì rành quá vậy? Đâu phải ai cũng vậy đâu, quơ đũa cả nắm. Biết rồi thì anh nói chung chung thôi, hãy có quyền có tiền mới thấy được bản chất và mặt trái của họ nè. Nghe lời, ông anh dễ của em là một quan thanh liêm chính trực hả? Anh Phong, phó giám đốc sở xây dựng, chồng của chị Như em, là người đàng hoàng liêm chính. Em á cũng rất ngưỡng mộ ảnh. Mà trên đời này á, thời này hiếm có lắm á. Em nghĩ anh cần làm quen với ổng á. Cái mối quan hệ này á, anh lại dành chưa có dùng tới. Sẽ có dịp anh nhờ em khi anh đã xong thủ tục chuyển trụ sở công ty từ Hồng Kông về đây, hả? Ừ.
Chị đã hỏi anh Phong chưa? Giờ hỏi thẳng, nếu ảnh khai thật thì bé bàn thuộc về ai? Còn nếu ảnh trốn tránh thì chị biết phải làm sao? Em Ủa, làm gì mà em giật mình dữ vậy? Em đang lo cho anh Xuân. Anh Xuân có chuyện gì hả? Nông van tim thành công rồi mà. Đã nông van tim nhưng ảnh chưa thích ứng nên rất khó khăn. Cộng với việc anh ấy đang bị tinh thần căng thẳng, khó hồi phục lắm. Em dự định chuyển ảnh sang viện tim, bên đó có nhiều máy móc chuyên biệt điều trị hiệu quả hơn. Không được đâu em, phải đích thân em điều trị mới được. Em là bác sĩ giỏi đầu ngành, anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi. Mà em nghĩ lại đi, nếu như đưa anh Xuân đi chỗ khác đó thì nhiều người sẽ dòm ngó, rồi anh sẽ bị điều tra, rồi anh còn bị liên lụy tới sự nghiệp của anh nữa. Ủa, rõ ràng chuyện anh Xuân ở Hầm Đá thì đâu có liên quan gì tới anh đâu. Thì đúng là như vậy, nhưng mà rễ má ăn sâu lắm em hiểu không? Anh Xuân có cổ phần trong đó, mà anh thì là đồ đệ của anh. Tiền đồ của anh sẽ bị ảnh hưởng nếu như là anh bị điều tra chung với ảnh. Thôi, anh đã quyết như vậy rồi, đừng có bàn tới bàn lui nữa. Về nhà anh chỉ muốn thoải mái đầu óc thôi. Ủa, trời ơi, con chào ba mẹ. Ừ. Con. Dạ. Trời ơi, chắc hôm nay trời có bão quá à. Một tháng nay rồi con mới thấy ba mẹ có mặt chung ở nhà một ngày luôn á. Mẹ thì bận trực ca đêm, trực cấp cứu liên tục. Còn ba thì đi công tác tỉnh, lịch họp dày đặc à, ai cũng bận bịu hết trơn á. Ba con á, có việc ở cơ quan, hoặc là ba đi tiếp khách, chứ có dành thời gian ghé nhà cô nào đâu chứ. Trời ơi, mẹ, sao lại nói trước mặt con như vậy chứ? Rồi lỡ người ngoài nghe được, họ đánh giá anh thì sao? Dạ, mẹ con nói chơi mà ba. Chứ ai mà chẳng biết, ba là ông quan thanh liêm, thương vợ thương con số 1, đúng không mẹ? Thôi ba mẹ còn nói chuyện nha, con lên trên nhà trước đã. Dạ. Ừ. Thì chị cứ hỏi cho ra lẽ, nếu ảnh có phòng nhì thì công nhận, nhưng cam kết là chỉ có một, không có ba bốn là được. Ủa, ai nhắn cho em vậy? Có chuyện gì mà em ngập ngừng? Dương nó nhắn tin cho em thôi. Dương nó nhắn cái gì vậy? Hôm thứ bảy, đêm kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ba mẹ, Dương nó đi giao hàng ở chung cư Gia Viên. Nó thấy có ai giống anh đi vô chung cư. Mặc dù em cũng đã nói rõ anh đi giải quyết công việc ở Phú Tân mà nó không tin. Nó còn nói lãnh đạo bây giờ rất là thích chuyện phòng nhì. Cái bữa đó đó, Dương nó có gọi cho anh, anh cũng đã giải thích cho nó rồi. Anh á, bận tiếp khách nè, rồi lưu bu giải quyết công việc ở Phú Tân, chứ đâu có ở chung cư nào đâu. Mà thiệt tình mệt mỏi hết sức gì đó. Còn em nữa, em cũng đừng nghe lời nó suy nghĩ lung tung. Em cũng thừa biết mà, cái hôm đó anh á, thì căng thẳng giải quyết cái vụ Hầm Đá, anh Xuân thì đi cấp cứu. Anh căng thẳng biết chừng nào, vợ lại nói năng lung tung mấy cái chuyện này nữa. Thiệt đó, anh không muốn dính dáng tới mấy cái chuyện phức tạp này đâu. Tinh thần đâu mà làm việc nữa chứ. Con bị sao vậy? Con có đau không? Mẹ, dạ đỡ rồi, không có sao đâu mẹ. Mấy cái chuyện này, chuyện nhỏ mà xây xát ngoài da thôi. Tại vì á, con tức tụi nó ỷ đông hiếp yếu, chứ nếu mà đánh tay đôi á, con không sợ. Con đó, con gái nên nhẹ nhàng thùy mị một chút. Lo học đi, năm cuối rồi. Ngành xử lý chất thải môi trường đang rất cần người.
còn cố gắng tốt nghiệp loại giỏi để còn xin vô mấy công ty tập đoàn nước ngoài nữa. Còn theo báo chí phóng sự điều tra rất nguy hiểm. Mẹ chỉ có mình con thôi đó. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định phải có một nghề nghiệp ổn định, rồi còn lập gia đình nữa để mẹ yên tâm về hưu. Rồi còn phải có cháu ngoại để như người ta nữa chứ. Thằng cha mày. Mẹ, từ nhỏ tới lớn suốt ngày mẹ cứ thằng cha mày, mà có bao giờ cho con biết cha con là ai đâu. Hỏi bao nhiêu lần thì mẹ cũng không nói. Mẹ chưa cho con biết cha con là ai là mẹ có nỗi khổ tâm. Con đừng có giận mẹ. Con là lẽ sống của mẹ. Con đừng theo đuổi những công việc nguy hiểm. Mẹ lo lắm. Trái tim của mẹ không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nổi bất cứ cú sốc nào đâu con. Con biết rồi. Con xin lỗi mẹ đã để mẹ lo cho con. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không sao đâu. Mà không phải từ hồi lúc mà con 10 tuổi là mẹ đã cho con đi học võ rồi hả? Thì đúng rồi. Nhưng mà một khi bọn xấu nó đã cố ý bày mưu hãm hại con thì dù có giỏi võ cỡ nào con cũng không chống đỡ nổi. Nghe lời mẹ, con bỏ công việc cộng tác với báo đi. Đời con gái sợ nhất là bị uy hiếp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng mà con thấy bất công, con không chấp nhận được. Con tin vào lẽ phải và sự minh bạch. Con à, chuyện bất công á thì để pháp luật họ lo. Thôi, con đi ngủ đi, nghe lời mẹ. Mẹ không có tranh luận chuyện này nữa, nghe. Dạ, con biết rồi. Chúc mẹ ngủ ngon. Ừ, đi ngủ đi con. Dạ. Ngủ ngon nha. Trang à, anh yêu em và anh thương em lắm. Em cũng vậy. Như à, theo như phác đồ điều trị, đáng lẽ anh Xuân khỏe khỏe hơn. Mổ cả tuần rồi mà sao vẫn chưa ổn định. Đầu tuần các khoa đã họp hội chuẩn toàn bệnh viện. Em có mời anh Tuấn phó giám đốc bệnh viện tim. Anh ấy và mọi người thống nhất việc hồi phục của ông Xuân là do tâm bệnh. Chuyện này em không thể kiểm soát được. Anh Xuân là quan chức của thành phố, là giám đốc sở xây dựng lâu năm, là người rất quan trọng, cũng có công sức trong xây dựng bệnh viện ta. Nếu như điều trị ca này mà tốt á thì uy tín của bệnh viện mình sẽ được tăng cao. Bác Như cố gắng theo dõi sát nha. À, dạ, em hiểu mà, em sẽ cố gắng hết sức. À, anh quên nữa, đầu giờ trưa nay ủy ban thành phố xuống thăm ông Xuân. Có anh Minh, phó bí thư thành ủy, và anh Cường, phó chủ tịch ủy ban thành phố. Bác chuẩn bị các khâu cho chu đáo để cùng anh đón tiếp họ nha. Dạ. Thôi, bác làm việc, anh đi đây. Dạ. Em nói sao? Lãnh đạo thành phố? Ai vậy? Dạ, em nghe nói là có hai lãnh đạo cấp cao. Có anh Minh phó bí thư, và có thêm một anh ở ủy ban thành phố.
đầu giờ trưa hôm nay sẽ đến. Vậy là còn 3 tiếng nữa hả? Được rồi, anh sẽ thu xếp chạy qua bệnh viện. Cảm ơn em. Dạ. Cậu Khương à? Dạ. Làm gì có chuyện hai lãnh đạo cấp cao của thành phố cùng đi thăm anh Xuân chung một lúc. Những lúc này cần phải cẩn trọng, là cấp dưới phải biết ý của cấp trên để mà hành xử. Lần này chắc chắn là có chỉ đạo ngầm rồi, không nên bỏ qua bất cứ điều gì. Thực tình là em cũng chưa hiểu ý của anh nói. Trong chốn quan trường, cậu phải chú ý thái độ lẫn lời nói. Nếu như lời nói của lãnh đạo thờ ơ thì đó là tiểu tiết. Còn nếu như lãnh đạo cố ý nhấn mạnh thì đó là vấn đề lớn. Cậu xem, có cuộc viếng thăm giám đốc sở nào mà có hai lãnh đạo cấp cao của thành phố cùng xuất hiện song hành không? À, em hiểu rồi. Dạ, anh coi đi anh. Kỳ này là chết chắc. Ông Phong và ông Xuân sẽ tâm phục khẩu phục với những cái bằng chứng mà anh em mình có nè. Anh thấy không? Đó là chứng từ để chứng tỏ cho thấy là công ty Lô Tết phải dừng xây dựng 2 tháng bởi vì họ không chấp nhận công ty Hoàng Kim cung cấp đá bi cho họ. Họ chơi cái trò là hất cẳng công ty Hoàng Kim ra để họ chọn một nhà thầu khác. Đó là công ty Năm Lý đó anh. Năm Lý là giám đốc của công ty, là cung cấp đá cho cả công trình mà có đấu thầu đàng hoàng luôn. Anh có dễ sợ không? Năm Lý hả? Công nhận nha, ông Xuân đúng là quá khôn ngoan. Đi, lấy xe đưa tôi vô bệnh viện trung tâm thành phố. Chị gì anh? Tôi có một cái thông tin ông Minh và ông Cường ở trên thành ủy xuống. Nhân dịp này tôi sẽ xin một cuộc họp. Tôi sẽ trưng ra bằng chứng hả, để cho các ông đó thấy một cái trường hợp khuất tất này. Chào anh. Chào anh Cường, phó chủ tịch. Dạ, mời các anh ạ. À, khoan, anh dừng lại. Dạ. Đây là nơi các lãnh đạo gặp mặt, phiền anh đứng chờ bên ngoài, khi khác chào thăm sau. Xin cảm ơn. Dạ. Hiện tại anh Xuân đang thiếu máu nhẹ nên việc hồi phục hơi chậm. Dựa theo các chỉ số của xét nghiệm thì cũng chưa cần thiết truyền máu ngay. Nếu như có tình trạng nguy cấp hơn, chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó. À, chúng tôi thấy tình hình của anh Xuân không đến nỗi nguy hiểm. Anh ấy sẽ hồi phục sau thời gian chăm sóc và điều trị. Các anh cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho anh ấy. Đồng ý. Nhưng chúng tôi cũng muốn tất cả mọi người hết sức giúp anh Xuân mau khỏe, về tinh thần, về thể chất. Nghe nói anh bị nặng lắm nên tôi và anh em cũng lo. Nhưng thấy anh cũng đã qua cơn nguy kịch, giữ được tình trạng sức khỏe, đang hồi phục tốt, chúng tôi rất là mừng. Sẵn dịp đây tôi thay mặt thành ủy cảm ơn sự quan tâm của các bác sĩ ở bệnh viện đã nhiệt tình và đầy trách nhiệm để cứu chữa cho anh Xuân. Đây là một thành tích đáng ghi nhớ, nhất là bác sĩ Như, đồng thời là phó giám đốc của bệnh viện, là người trực tiếp điều trị. Dạ, đó là trách nhiệm của bệnh viện. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để cứu bệnh nhân trong điều kiện có thể. Và đặc biệt anh Xuân á, là cán bộ cao cấp của thành phố, giám đốc đầu ngành của sở xây dựng, là người đóng góp rất nhiều cho nhân dân thành phố. Vì vậy mà chúng tôi luôn cố gắng hết sức để điều trị cho anh ấy. Tôi xin phép nói thật, may mắn là nhờ bác Như đã ngày đêm tận tụy cứu chữa cho anh Xuân. Có khi bác Như phải thực hiện ca mổ hơn 3 tiếng. Tôi thực sự rất là khâm phục. Anh Xuân còn nằm được ở đây là nhờ bác Như hết đó. Dạ, đây là công việc trong ngành y của chúng tôi. Với ai chúng tôi cũng làm như vậy hết. Xin chị đừng quá khen. Chỉ mong là anh Xuân tịnh dưỡng, sớm hồi phục để trở về cơ quan làm việc sớm.
Dạ. Hay là vậy, anh cứ yên tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe. Mọi việc ở sở xây dựng đã có anh em lo, phải không anh Mạnh? Dạ, đúng rồi đó anh Xuân ơi. Anh cứ nghỉ ngơi đi. À mà nói thật, ai ở cơ quan cũng mong anh mau phục hồi để mà trở lại cơ quan làm việc mà chỉ đạo anh em chứ hả? Anh à, anh ráng lên đi anh. Không sao đâu. Dạ xin lỗi các anh, tới giờ chúng tôi phải đưa anh Xuân đi kiểm tra phản ứng stent. Mời các anh qua phòng khách để trò chuyện nhiều hơn ạ. Thôi được rồi, chúng tôi ghé thăm anh Xuân rồi về ủy ban ngay. Anh Xuân, tôi thấy anh cũng mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi. Thôi, chúng ta thăm anh ấy như vậy là đủ rồi, chúng ta đi. Dạ, mời các anh. Kể bác sĩ. Như vậy là nhắc khéo rồi. Em thấy sao? Từ đó tới giờ, ông Cường phó chủ tịch không thân thiết với anh Xuân. Vợ của ông Mạnh là bà Lan lại chơi thân với vợ của ông Cường, giống như là chị em kết nghĩa vậy. Xưa nay ông Cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố không biết nói đùa. Ông cũng chính trực lắm, không đứng về phe ai hết. Ý chỉ của ông đưa ra kèm theo lời nói có lực nhấn mạnh, có nghĩa là ở trên đã thông qua rồi, chỉ còn chờ người trong cuộc chủ động xin rút lui thôi. Đó gọi là cho chút thể diện. Nói trắng ra là tự nguyện xin về hưu do mất sức. Bản thân chị không trực tiếp làm việc, nhưng chị biết anh Xuân cũng có chỗ này đắp chỗ kia. Càng ngăn thì không thể, vào guồng rồi thì phải chấp nhận thôi. Thôi thì trăm sự nhờ vợ chồng em. Một bên là lo sức khỏe, còn một bên lo cho ảnh về hưu an toàn. Có gì khó, chị sẽ hỗ trợ phía sau cho em. Dạ, chị cứ yên tâm. Từ thôi. Anh ơi, anh sao rồi? Anh khỏe chưa? Trong người sao rồi anh? Đóng cửa lại cho chị. Dạ. Chị à, sao rồi? Lần này á, khả thi rồi đó chị. Mọi thứ đang tiến triển rất là tốt. Từ hôm nay anh Xuân phải tập thở. Nếu đáp ứng tốt, anh ấy sẽ được về nhà nghỉ ngơi thuận tiện hơn. Chị cảm ơn em. Vợ chồng chị mang ơn hai em nhiều lắm. Chị đừng có nói vậy, chị cảm ơn hoài, làm vợ chồng em thấy ngại lắm. Thank you.
Em nhớ anh. Người ta nói yêu một người không đáng sợ, khổ đau không đáng sợ, chỉ sợ trái tim của họ không thuộc về mình. Đêm nay anh có tới với em được không? Anh đang họp, căng lắm. Anh Phong, sao rồi? Bây giờ trước mắt phải giải quyết vụ sập hầm, như vậy thì mới tính bước tiếp theo được anh à. Có kẻ là dùng cơ hội chọc cái bánh xe đó. Anh hiểu mà. Em đã nhờ Huệ lo thông tin sáng mai cho mấy bài báo, bây giờ chỉ cần nông lý xử trí đẹp nữa là xong. Thôi được rồi. Nam Lý, những việc tôi giao cho chú làm tới đâu rồi? Việc này không chần chừ được đâu. Tình hình có vẻ không ổn, có thể sập hầm. Vợ chồng mình cần có phương án dự phòng. Dù theo phò ai đã có chiều hướng mới, càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu tiền cũng được hết. Có tin gì mới báo tôi liền nghe. Vậy hết. Nam Lý nó đang gỡ rối, yên tâm đi, không sao đâu. Có sao không? Tôi không sao, xin lỗi anh nha. Tại vì tôi đang có việc gấp. Mày nè, chị ơi, chị tên gì vậy? Tôi tên là Thư, Thiền Thư. Còn tôi tên Phú. Tôi thấy chị có vẻ có gì đó không ổn lắm. Tôi không sao. Xin lỗi anh nha, bây giờ tôi có việc gấp. Hai tỷ đó, kiểm tra đi. Đi ngay trong đêm, nếu mày chậm trễ thì đừng có trách tao. Mày hiểu luật chơi mà đúng không? Ok anh Năm. Khuya nay mẹ con tôi đi liền. Anh Năm, anh em chia tay sao lạnh lùng vậy? Muốn chia tay với anh em một chút xíu chứ. Tao không có rảnh và cũng không có hứng thú. Những thông tin mày có trong tay, khi qua bên đó nhắn tao, tao cho người đến lấy. Mày mày trở mặt hả? Thì đừng có trách tao. Số phận của hai mẹ con mày như thế nào thì mày biết rõ rồi đó. Anh Năm yên tâm, thằng này chưa bao giờ bán đứng anh em mình hết. Trừ khi nào nó bị chơi sổ lá kìa. Xưa giờ mày chưa bao giờ thấy số tiền nhiều giống như vậy. Bao nhiêu đây thì đâu có ăn nhầm gì so với bao nhiêu năm con làm tôi mọi cho nó đâu mẹ. Bây giờ nó có cả 100 tỷ rồi. Từ từ đi, mẹ con mình sẽ có nhiều tiền hơn nữa. Con muốn lấy lại hết
bao nhiêu năm cô làm tôi mồi cho nó. Thôi khuya rồi, uống ít thôi rồi đi ngủ đi. Nè, để mày ra mày đóng cửa. Thôi, khuya rồi, đừng uống nữa con. Đi ngủ đi. Nhớ, trước khi đi ngủ, đóng cửa cẩn thận nha con. Được rồi, mẹ ngủ trước đi. Mẹ mệt rồi, mẹ đi ngủ đây. Anh đã nói với em rồi, anh hoàn toàn không dính dáng. Tất cả đều là do anh Xuân đề ra. Anh chỉ có trách nhiệm làm tròn thôi. Anh làm tròn trọng trách. Nhưng liệu anh có nhúng tay làm chuyện gì phạm pháp hay không? Chứ sao có thể có cả hai người, phó bí thư thành ủy và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tới thăm vậy? Rốt cuộc là anh dính như thế nào tới vụ sập hầm đá ở Phú Tân vậy? Em muốn nghe chính anh nói ra. Em nghĩ sao mà nói anh như vậy chứ? Thiệt tình, cả nửa đời của anh đó cống hiến và phục vụ cho cơ quan còn chưa đủ để chứng minh hay sao? À, nhắc mới nhớ, cái vụ này chắc là do một tay ông Mạnh làm ra đó. Anh Mạnh sao có thể? Anh em với nhau từ trước tới giờ mà. Em đó, em ngây thơ thiệt mà. Quan trường không phải là nơi chứa đựng tình cảm, càng không thể là loại tình cảm anh em suốt đời che chở lẫn nhau. Tất cả chỉ là vì lợi ích cá nhân, em hiểu không? Em phải hiểu thuyết vạn vật biến đổi, lòng người á, rồi ai cũng đổi thay thôi. Có thể là vì ông Mạnh, ông cảm thấy chiếc ghế giám đốc sở hợp với ông hơn, cho nên ông bày ra thế cờ tranh quyền đoạt vị. Thiệt là rắc rối. Em cũng không nghĩ là anh chiến đấu mệt mỏi như vậy. Chuyện này tự dưng lại chuyển biến phức tạp dữ vậy. À, em, anh hỏi em chuyện này mà em phải suy nghĩ thật kỹ nha. Em thử nghĩ coi anh có cơ hội thay cho anh Xuân không? Em nghĩ kỹ coi. Nè, anh là đồ đệ thân cận của anh Xuân, rồi anh tốt nghiệp đại học chính quy, trong khi ông Mạnh lại là hệ tải chức. Anh nằm trong hạn tuổi cơ cấu cán bộ, trong khi ông Mạnh chỉ còn một năm nữa là hết hạn tuổi rồi. Với lại điều này mới quan trọng nè, vật chất nhà mình hơn hẳn nhà ông Mạnh. Nhưng anh á còn thua ông Mạnh một điều, đó là ông Cường, phó chủ tịch thành phố, là con nuôi của bác Chính, má của anh Mạnh. Thì đó chính là điều anh lo lắng nhất. Em không muốn anh lên chức đó vì nó quá nhiều cám dỗ. Em chỉ sợ là anh giống như anh Xuân. Em đó, sao lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực hết đó. Em thấy đó, mấy bà vợ quan, bà nào cũng ủng hộ chồng mình thăng quan tiến chức hết. Điển hình như bà Lan đó, dù bà có hơi lộ liễu một chút. Thật ra em chỉ sợ chiếc ghế quá cao, rồi quá nhiều vòi bạch tuộc chi phối hành động, rồi dẫn đến những lỗi lầm không đáng có. Em nè, em thân với chị Hoài, em dò hỏi giùm anh xem bà có thể cơ cấu anh lên chức giám đốc sở được không? Chuyện này liên quan gì tới chị Hoài? Sao lại không? Chị Hoài đó là chị họ của anh Minh, phó bí thư thành ủy, mà lại rất thân với chị Thùy nữa. Em hiểu ý anh nói chứ? Anh muốn bắt một chiếc cầu nối.
tụi mày làm cái gì vậy? Nó lại cút ra tụi mày. Dọn đi, nhanh lên. Dạ, dạ. Em không nhận đâu. Sao lại ngại? Chị em mình á, trước lạ sao quen. Em cứ nhận đi. Cô như là phó giám đốc bệnh viện trung tâm thành phố, là vợ của cậu Phong, phó giám đốc sở xây dựng mà. Bây giờ mình có nên tung bằng chứng tố cáo ông Xuân ngay bây giờ không anh? Tố cáo chứ, nhưng mà phải nhờ ai đó cùng phe bên thanh tra, rồi nhờ ai đó viết lá thư tố cáo, hiểu chưa? Như vậy có nghĩa là mình chơi trò ném đá dấu tay hả anh? Ngày mới thấy anh Phong á, anh mua sợi dây chuyền ngọc xoàng cho ai đó, mà em hỏi cô kia thì cô nói là mua cho cô cháu gái gì đó 25 tuổi. Chị đứng ngay ra vậy, gọi cho ổng đi. Chị thấy không nên gọi đâu, giống như tra khảo hôm rồi vụ chung cư. Chị đã để trong tài khoản cho em còn 1 tỷ, anh Cường nhà em không có cho phép đâu. Hôm nay chị đến đây chắc là có việc gì cần em giúp, chị cứ nói. Nhưng mà chuyện này để mẹ trao đổi với chú Cường, cũng sắp tầm tay với chú Cường thôi mà. Tao với mày chưa bao giờ là bạn bè, giữa tao với mày chỉ có tiền, đều là đối thủ trong các trận đua xe. Mày nên nhớ, camera hành trình tao ghi lại toàn bộ sự việc.